Tin bóng đá tối ngày 9 tháng 12. Cổ động viên MU tiếc nuối Sancho. Jadon Sancho tiếp tục để lại dấu ấn tại Chelsea trong chiến thắng 4-3 trước Tottenham ở vòng 15 Premier League hôm 8 tháng 12. Cầu thủ người Anh có tổng cộng 5 pha kiến tạo và 2 bàn thắng cho Chelsea trong mùa giải này. Trước Tottenham, Sancho cho thấy lối chơi tốc độ, khả năng giữ bóng tốt và sự nhạy bén của một tiền vệ tấn công tài năng. Anh tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Tottenham. Trong 2 trận đấu gần nhất, Sancho đều ghi bàn cho The Blues. Sự tỏa sáng của Jadon Sancho khiến nhiều cổ động viên Manchester United về cách sử dụng người của cựu huấn luyện viên Erik ten Hag. Trên mạng xã hội, nhiều fan không ngần ngại bày tỏ thất vọng về việc Jadon Sancho ra đi. Tài khoản JM10II viết: "Khi nào các fan của chúng ta mới thừa nhận rằng MU đã sai lầm khi bán Sancho? Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời." Một người hâm mộ khác có tên là United Harry đã khẳng định rằng việc bán Sancho để giữ lại Marcus Rashford là một sai lầm lớn. "Chúng ta bán Sancho để giữ Garnacho và Rashford, chúng ta đang gặp vấn đề lớn như một câu lạc bộ." Mbappe thừa nhận cay cú với Messi. Mới đây, tiền đạo Kylian Mbappe đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý với truyền hình Canal Cộng từ Pháp. Tại đây, ngôi sao của Real Madrid đã có nhiều phát biểu đáng chú ý, trong đó có nhắc tới Lionel Messi và trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Theo đó, sau khi cùng đội tuyển Pháp thất bại ở trận đấu cuối cùng, Mbappe thừa nhận rằng anh đã cảm thấy vô cùng tức giận với Messi, người đồng đội trong màu áo PSG thời điểm đó. Cụ thể, cầu thủ 25 tuổi cho chia sẻ: "Sau trận chung kết World Cup, khi tôi gặp Messi tại buổi tập của PSG, tôi vẫn còn rất tức giận khi anh ấy nói với tôi rằng tôi đã từng giành cúp trước đó và bây giờ đến lượt anh ấy. Tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy. Messi làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Bạn có thể học hỏi tất cả từ một người như anh ấy. Tôi thường đến hỏi anh ấy, làm thế nào anh làm được điều này? Làm thế nào anh làm được điều kia?" Huấn luyện viên Mourinho từ chối Ronaldo. Ở tuổi 39, Cristiano Ronaldo vẫn cho thấy một thể trạng thi đấu sung mãn cùng khả năng săn bàn đáng nể khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng. Dẫu vậy, việc chưa có được danh hiệu lớn nào trong áo Anas đã khiến cho nhiều người hoài nghi về tương lai của cựu sao Man United. Thời gian qua cũng rộ lên thông tin CR7 có thể đầu quân cho câu lạc bộ Fenerbahce của người thầy cũ Jose Mourinho. Dẫu vậy, trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, huấn luyện viên Jose Mourinho đã đập tan tin đồn trên. "Cristiano Ronaldo sẽ không đến đây. Lý do đầu tiên là tôi đã có 3 tiền đạo xuất sắc và không cần thêm ai nữa. Cristiano luôn là Cristiano, nhưng tôi không cần cậu ấy vì tôi hoàn toàn hài lòng với những tiền đạo mình đang có. Cậu ấy đang kiếm được rất nhiều tiền ở Saudi Arabia và theo đuổi mục tiêu 1.000 bàn thắng. Ngoài sức hấp dẫn của vẻ đẹp Istanbul, điều gì có thể khiến cậu ấy muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ?" Trong quá khứ, Ronaldo từng có quãng thời gian làm việc với Mourinho tại Real Madrid, thời gian từ năm 2010 đến năm 2013. Maresca khéo bung đùa về sai lầm của Cucurella. Mang Cucurella đã mắc 2 sai lầm liên tiếp khiến Chelsea bị Tottenham chọc thủng lưới 2 lần chỉ trong vòng 10 phút ở trận derby London đêm qua. Điều trùng hợp là cả hai tình huống đó, hậu vệ người Tây Ban Nha đều bị trượt chân. Chelsea đã thể hiện bản lĩnh và vươn mình trở thành kẻ thách thức danh hiệu Premier League mùa này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Enzo Maresca một lần nữa khẳng định đội bóng của ông không nằm trong cuộc đua vô địch. Nhà cầm quân người Italia còn khéo léo bông đùa để nhắc nhở sai lầm của Cucurella. Maresca nói: "Arsenal, Man City và Liverpool có lẽ sẽ không trượt dốc như Marc Cucurella đâu. Tôi đùa vui một chút, nhưng nghiêm túc mà nói, chúng tôi chưa sẵn sàng ở cuộc đua vô địch. Chelsea còn kém rất xa các đội bóng này. Chúng tôi chỉ có thể tập trung vào từng trận, cố gắng cải thiện đội bóng từng ngày. Tôi không gây áp lực cho các cầu thủ về danh hiệu trong mùa giải này, vì mọi thứ cần thời gian và từng bước một." Mbappe lần đầu tiên lên tiếng về cáo buộc hiếp dâm. Vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, văn phòng công tố viên Thụy Điển đã thông báo về việc mở cuộc điều tra liên quan đến Mbappe từ cáo buộc hiếp dâm với một cô gái trẻ ở Stockholm. Mặc dù không đề cập đến danh tính cụ thể, nhưng các phương tiện truyền thông Thụy Điển đã chỉ đích danh tiền đạo người Pháp Mbappe là trung tâm của cuộc điều tra. Trong bối cảnh đó, Kylian Mbappe đã phá vỡ im lặng trong một cuộc phỏng vấn với Canal Cộng khi khẳng định rằng cuộc điều tra vụ hiếp dâm ở Thụy Điển không liên quan đến anh. Mbappe nói: "Tôi đã rất bất ngờ, đây là những điều rất bất ngờ, nhưng tôi chưa nhận được gì. Không có giấy triệu tập nào, tôi đã đọc những gì mọi người khác đọc, song nó không liên quan đến tôi." Mbappe nói. Khi được hỏi về khả năng bị triệu tập, Mbappe khẳng định anh không biết về danh tính của người tố cáo và nói thêm: "Nếu tòa án triệu tập tôi sẽ đi, chỉ đơn giản vậy thôi." Liverpool cần mạnh tay với Robertson. Kể từ khi gia nhập Liverpool từ Hull City vào năm 2017, Andrew Robertson đã trở thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Hậu vệ người Scotland là một phần không thể thiếu cho thành công của đội bóng dưới triều đại Jurgen Klopp với khả năng tấn công ấn tượng và vai trò quan trọng trong việc cung cấp các pha kiến tạo. Tuy nhiên, khi Liverpool đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Arne Slot, việc nâng cấp vị trí hậu vệ trái có thể là một trong những bước đi cần thiết. Dù Robertson vẫn là một cầu thủ chất lượng, nhưng với việc anh đã 30 tuổi và phong độ có dấu hiệu đi xuống,
Liverpool có thể cân nhắc việc tìm kiếm những người thay thế phù hợp để duy trì sự cạnh tranh trong một môi trường Premier League ngày càng khốc liệt. Việc thay thế Robertson không có nghĩa là gạt bỏ anh, mà là tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình. Với sự tham gia của những cầu thủ trẻ như Kerkes hoặc Robinson, Liverpool có thể nâng cao hiệu suất cả về mặt phòng ngự lẫn tấn công. Leon Goretzka sớm có câu trả lời cho Man United. Theo nhà báo Florian Plettenberg của Sky Sports, Goretzka quyết tâm ở lại Bayern Munich ít nhất cho đến cuối mùa giải. Gia nhập Bayern Munich từ Schalke vào mùa hè 2018, Goretzka từng là trụ cột của đội bóng xứ Bavaria. Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên Vincent Kompany, vai trò của anh đã giảm sút đáng kể trong mùa giải này. Goretzka mới chỉ ra sân 13 trận trên mọi đấu trường, phần lớn từ băng ghế dự bị. Trong cách vận hành lối chơi của hùng xám xứ Bavaria, tuyển thủ Đức không còn đóng vai trò quan trọng như cách đây vài mùa giải. Tính đến thời điểm hiện tại, anh mới ra sân 8 lần tại Bundesliga. Điều này khiến nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ người Đức sẽ tìm bến đỗ mới để có thời gian thi đấu nhiều hơn, nhất là khi Man United, Tottenham và Napoli đều sẵn sàng chào đón anh với vai trò nổi bật hơn. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết cầu thủ 29 tuổi vẫn rất có động lực và nhận được sự đánh giá cao từ huấn luyện viên Kompany dù thời gian thi đấu hạn chế. Tottenham cân nhắc chiêu mộ sao trẻ Lejeune. Tottenham Hotspur đang nhắm đến Abdul Qodir Khusanov, tài năng trẻ thuộc biên chế Len sau những màn trình diễn ấn tượng của anh tại Lejeune. Ở tuổi 20, hậu vệ này đã trở thành cầu thủ người Uzbekistan đầu tiên thi đấu tại giải đấu hàng đầu Đức Pháp. Sau khi gia nhập RC Lens vào mùa hè năm ngoái, anh nhanh chóng khẳng định giá trị bản thân và trở thành trụ cột trong hàng phòng ngự của đội chủ sân Bola De Lelis dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Will Steele. Theo nguồn tin từ Court Offside, Tottenham Hotspur được cho là muốn chiêu mộ hậu vệ 20 tuổi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2025. Mức phí mà đại diện Lejeune yêu cầu sẽ rơi vào khoảng 15 đến 20 triệu euro, con số tương đối thấp. Hợp đồng của Abdul Qodir Khusanov với Lens kéo dài đến năm 2027. Nên đội bóng Pháp không chịu áp lực phải bán anh ngay lập tức. Chính điều đó sẽ mang đến một cuộc cạnh tranh thú vị sau khi mùa giải năm nay khép lại. Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Lào cổ vũ tuyển Việt Nam. Sáng ngày 9 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng phu nhân đã lên đường sang Lào để theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân tại ASEAN Championship 2024, ASEAN Cup 2024. Vợ chồng ông Park khởi hành trên chuyến bay VN921 từ sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 9:30 và dự kiến đến Viêng Chăn vào lúc 10:30 cùng ngày. Trên máy bay, sự hiện diện của cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Một số hành khách phấn khích xin chụp ảnh lưu niệm cùng ông. Kể từ khi chia tay tuyển Việt Nam, ông Park vẫn luôn theo dõi hành trình của các học trò cũ. Hồi tháng 6, ông xuất hiện tại sân Mỹ Đình để chứng kiến trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sang-sik, người kế nhiệm ông, trong trận Việt Nam thắng Philippines 3-2 ở vòng loại World Cup 2026. Trận đấu tối nay vào lúc 20 giờ giữa tuyển Việt Nam và Lào sẽ đánh dấu màn chào sân ASEAN Cup, tiền thân là AFF Cup của huấn luyện viên Kim. Giải đấu này từng là sân chơi mà ông Park gặt hái nhiều thành công khi dẫn dắt tuyển Việt Nam với chức vô địch năm 2018 và vị trí Á quân năm 2022.